đi hôn. Không có ai. Biết mày lớn mày lồn. Vẫn à? Ok ok được rồi, được rồi. Sức chiếu đặc biệt Big Bull 2 sau 7 giờ mỗi ngày. Đồng giá vé. Đồng giá vé 40k 45k. Rủ Phu Sơn đi coi. Big Bull à? Ừ. Big Bull máy. Yes. Phải lòn này, tiếng game bên mày ghê. Thôi. Vô mày. Tình hình cuộc sống sao lúc nào nó cũng tự chuyển qua đồ swat hoài vậy trời. Chơi map nào? Map nào cũng được đúng không? Map thường, map thường. FBB không? Không, FBB. Vô. Chơi bữa cho nó phê rồi. Này mày xin up à? Đang nghỉ ừ. Mình đã đăng ký không này up. Này đi thi ký up. Ai ngờ thi được thi có 90 phút về. Sao lâu quá ta? Rồi, thì Star Lobby. Ô, mà bị giống tao với Sơn trước luôn rồi. Vô. Nhầm. Trời. Ơ ta nghe nào nói nhảm mày. Đâu rồi? Đâu rồi? Không được. Sợ đi. Thấy bà thấy tí luôn. What? Hả? Có gì?
Sao mày có định nâng cao tay nghề lên không? Biểu diễn, đi biểu diễn. Thì tự tập đi, về nhà lấy hai ly miễn á tập. Hay đó, mì ly. Đó, mua biết bao nhiêu ly cho đủ vậy. Chết mẹ đâu tới rồi. Xe. Má hay thấy xe xa lắm. Sao lấy xe đi, tao thấy xe mất ghi đúng không? Ừ. Mày gần á. Lên lên đòi rước tao. Trời thì tao mày nút chứ ai đâu. Thôi cứ mày thấy sao? Tao thấy có con tao mày. À. Còn mẹ núm vú mà. Lấy hai núm vú ông hỏi lắc đó, đi mẹ. Ủa mẹ có xe. Cứ ôi mày đang bay à, rồi à. Ôi trời ơi. Tao ăn tên. Tao sẽ nói nghiệp Cu Sơn. Tao nói nghiệp Cu Sơn. Lên ăn tên. Còn Sơn nó bị vả chết mẹ nó luôn. Đi. Ờ. Đừng mê. Vả hai cái mẹ. Mẹ. Cầu lúng tếu đồ má tao ngắt cái lông tụi bay luôn, má tao vả cái mấy kiện mà bố. Ở đâu rồi, có súng không? Alo. À đồ full phụ kiện KDB, súng đĩa. Mày bo mày ơi. Gì? Gì vậy? Dùng máy tính Logitech. Kim tim. Ôi kim tim có ở trong thường luôn hả? Lâu rồi ba, mẹ đó vậy. Giờ niên mới biết mới phải lường chứ. Giờ tao mới lập được. Giờ tao mới được lập, hiểu không? Chó. Không. Chuột Logitech 1 triệu. Mày mua con chuột đó hả Sơn? Tao với Sơn nói chuyện kiểu như bị delay. Đồ mã dạo á, mua con chuột 1 triệu mấy. Mẹ. Kêu đồ mẹ bỏ tiền ra nét đéo ra. Mày phát hiện hen gì? Tội nó không chơi hả? Chỗ nó tội phát. Tụi nó không biết hen. Chơi hả? Còn bàn phím nhiêu? Hả? Thì có một chỗ mua để ngồi. Ừ? Tụi chơi đây hoài đâu gặp đâu. À,
X3 kìa. Ừ. Mới chơi thử. Mới chơi được tay lại được mấy 4 à. Năm nhà bị đốt rồi hả? Ờ. Đồ mẹ. Có người. Ở đâu? Có người. Ngoài. Đang qua chỗ mày á. Hai thằng đó. Móc đi, đừng chạy đến đó. Ừ, đúng rồi. Bán, tôi bị bán này. Con cà. Nấp vô. Mày bắt lại nấp vô. Sao mày không đợi tao? Tao nói nó qua mày mà. Qua tao có thấy nào đâu. Thằng qua bờ rào nè, gần cái anten á. Thấy cái vàng á. Thấy con thằng chạy qua mày. Ừ. Hai thằng á. SLG vậy. Nó vẫn đang lên cái cầm bên bot. Nó vẫn đang cầm cái phone nó say đi. Đéo tin được luôn. Đâu. Đấy nó có 4 cái thai à. Có đó. Đến mà S4 nó say ghê quá, tao đéo hiểu sao tao. Muốn lên tao nào trời. Để quay xe 4 được chưa? Sao mày nói mày bấm trái rồi, trục phải rồi bấm ghê lắm mà. Hả? Đỉnh lắm mà. Lại mày ơi. Mày đi lại mày ơi. Đéo tin được đâu á. Trời ơi, mày gọi điện mày kêu tụi nó vô lẹ đi. Kim Sơn. Sơn đâu có chơi đúng không? Nó đang đợi nó đang đợi mấy thằng thợ sửa. Ôi giời không được. Xách cái đầu má nó về. Để nó gáp vô nó chơi. Ừ. Gáp. Ôi ta đi đâu rồi. Đúng không? Ruộng của mình rồi. Mình đi làm à. Hai. Hello. Điệt mà. Đi. Nó đi. Thật sự mày ơi. Trên đường bay luôn đông người nè. Liêu rồi đó. Chơi rồi đó. Về vậy luôn. Đâu không đeo quyền. Đồ, nếu thấy tin được. Mình bái tướng cái này rồi. Ảnh tướng cái kia luôn. Rồi, chết mẹ rồi đây rồi. À, con thằng xuống chung. Con này đeo có súng. À, nó có súng. Đúng rồi, quất, bắn đi quất. Thank you.
What the fuck? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ê, kênh của mày hả? Tao gài xong nãy giờ, giờ mày mới nghe tiếng là sao? Tao nghe, tao mới, mày mới gài xong. Má. Đéo nghe được tiếng chân luôn rồi đó. Tao đây thôi. Thôi giàu quá đi mày ơi, tao nghĩ đủ rồi. Đủ má, nó cầm có một cây thật gưng à. Hello. Mày đừng có nhìn tao, cây kia hết đại rồi, có tao cho rồi. Có, tao có đạn đưa đây. UMB, lấy không? Lấy dùm đi. Đây nè, đây nè. Lộn, khổ quá. Bắn chết mẹ quá. Mày nên nhớ là mày đang dẫn dắt một đứa trẻ. Đi xuống. Ê, chết mẹ ơi. Á. Kìa kìa kìa, xe nó dừng rồi kìa. Ngày rồi. Có hàng trên đồi kìa, nó bắn xuống mày bây giờ. Mày giờ trong đó đéo có đường ra đó. Rồi tao nghe tiếng chân kìa. Nó chạy trên đầu kìa. Dạ yeah, đi vô đi vô. Đúng quá. Nó chạy trên lầu á. Phải không? Lên cống luôn. Tao không biết trên nóc hay trên nhà. Mày mở cửa hả? Ừ. Trên nhà thì lên luôn. Đi. Hey man. Are you here? Rồi trên nóc nhà rồi, trên sân thượng, trên nóc rồi. Chơi đâu? Đi. Đi đường nào rồi? Đó 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 đó. Ờ mất tiêu rồi. Ê coi chừng anh ten hay là nấu anh ten nếu qua ai á. Xe bên kia đông vậy. Được không? Kìa nó chạy dưới kìa, nó chạy dưới kìa, nó chạy dưới á. Tà lao nha, nó tưởng. Come here man. I will fuck you. Ở địt. Dưới chân luôn nè, dưới chân tao luôn nè. Có thằng khách bắn mình nữa. Ở con khách bắn mình nữa mày. Tao nghe mà. Đúng quá. Bò vô chỗ tao đéo bò. Nó lên cầu thang kìa. À, đỉnh đúng không? Mày đập đỉnh đúng không? Đó. Trời đâu quá. Cái con chuồng này nó chậm quá. Ta đéo hiểu luôn, tốc độ chuột đúng chậm luôn.
rồi để khu khác đi. Để khu đó đi đâu. Tiếp tục đi, quân sự. Cắt. Mẹ đắp đồ chuột à. Trăm ri. Tao không có nhập có cái gì hết, có trong đồ chuột nó đúng việc chậm luôn. Hello, 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 QQ 群四六八，零四加二，喜讯喜讯，特大喜讯，稳定低价吃鸡补助，要打车网神仙 ，QQ 群四六八一四九 ，QQ 群四六八一四九 ，QQ 群四六八一四九，不啦，喜讯，特大，稳定低价，这什么？这大学学钱钱什么？怎么那么多狗？我操，跌个我，我操个。Ngại mày quá cơ. Nó nghe nó nói nhảm cái lòn gì hết trời. Thôi tao đi nhà. Ca he tao quanh mẹ nữa. Má yên tĩnh quá con. Ui, con đứa xuống chung rồi. Nặng lộn chưa. Hai hàng luôn. Ba hàng. Bốn hàng, năm hàng. Rồi điệt mẹ. Một đống. Ôi đồ má hai ba hàng luôn. Đẩy ha, ta chạy đẩy chết một tem rồi. Còn hai hàng á. Còn hàng nữa. Ờ. Kinh dị thiệt, nó cài đạn á. Rồi xong.
Ôi ta đẩy được 3 mạng luôn. À đúng rồi 3 mạng. Mày cười quá vậy Quốc. FBB đi. Trời ơi Sơn ơi, chừng nào mày vô. Bốn năm giờ mới phải lộn. Giờ có thể, cái câu có thể chắc đéo bao giờ có thể. Có thể 4 năm kia à, trở từ mày 1 giờ đó. Thôi, thôi đừng giải quân sự nữa anh ơi. Quân sự? Ngại mày hả? Sướng. Còn không là cam cầu. Chứ không? Tao nhà. À tí. Hello. Hello my dick. Ơ ta gặp nghe Việt Nam chửi. Nó chửi mày con cặn đi hỏi này đi Bicado. Ở lộn. Chửi lộn. Nó con cặn đi chính đi Bicado. Có người. Đâu? Người đâu? Ở độ má ba hàng luôn à, quẹ qua khu tao đi. Đi chung đi. Trời, chỗ tao không có đi. Mày lẻ hả? Tao không đéo biết nữa, qua chung đi. Nó vô chung nhà nó nè. Kiếm có súng không? Rồi, có súng rồi, nó bỏ mẹ rồi. Nhảy ra rồi. Hey! Where your friend? Hả? Where your friend? Hả? Where your friend? Việt Nam cái gì? Việt Nam à? Hả? Tha cho tôi. Bạn đâu? Bạn tôi chết rồi. Nó qua kìa, đủ quá. Nó qua kìa. Nấp, đứng dậy lẹ. Đứng dậy đi lẹ. Không có bò. Chạy vô nhà lẹ. Đi vô nhà. Nhanh lên. Thế mà. Ủa sao vậy? Nói Việt Nam ba. À, bơm vô đi. Kiếm súng đi. Nói Việt Nam, nói Việt Nam á ba. Hello. Đi con mẹ. Đi con mẹ mày. Rồi đi lốt đi. Canh mấy thằng bên kia qua. Xíu. Có cung là UMP là đấy đi. Rồi Yumi cho nó cây AK đi. Ok. Hả? Nè, lấy AK đi, tôi sẽ dùng vì. Rồi, tao bắn cung xịt. Rồi đi. AK kìa, có đạn AK thì bắn AK. Chơi được nó nào. What? Sao cái đầu tao chọc lóc không mày? Có cái đón đồ. Nó đâu? Thằng nào? Nó bên khu bên kia. Ok, chạy nó luôn.
Ủa? Ai nói vậy? Ôi 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 Goodbye. Đúng quá, đúng vậy. Con mẹ mày tao cho chết đi mẹ mày giờ con chó lan vô cường. Tụi mẹ tao nắt hai cái mép lồn má mày đang hồi lùi luôn con. Con để ý mẹ nó con chó sờn. Chó con cứt. Con để ý mày nghe mày.兄弟，把你那个面罩借我戴戴。你给我戴吧，给你几个。把面罩借我戴戴，哥好。兄弟。Rồi, kiếm top 1 cho thằng Sơn nó ghen chơi rồi. Cho nó ngồi cả Ứng Quốc tao nghe coi. Hả? Chửi Ứng Quốc coi. Chửi Ứng Quốc hả? Làm gì? Nó kêu tao chửi nó cờ. Nó kêu tao chửi mày cờ Quốc. Con đỉ mẹ mày. Đó, nó kêu tao chửi. Nãy giờ tao để ý bao sự hoài luôn á. Cầm cầu đi. Hả? Cái gì vậy? Chữ Trung Quốc. Chữ gì vậy? Nên mà đặt trách chữ Trung Quốc. Cầm cầu tiếp luôn. Này là đéo ngại Việt Nam luôn. Được. Ta chở anh đúng ra luôn. Đi vô nhà. Yeah, clear. Đâu? Nó đâu? Nó không ta chạy qua mày khỏi lo. Rồi sợ nó bắn rồi bỏ mẹ tao luôn đó. Trời, mỗi người nhà đi. Sao kế bên nhà mày, kế bên có cái nhà đéo vô. Đồ mẹ. Đéo hiểu. Qua đi. Tao chưa có súng. Đồ mẹ cầm cái lục qua làm lộn hả? Đừng có ham hố mày, nó chết bây giờ tao chưa có súng. Rồi có súng. Chạy qua đâu? Chạy qua đâu? Chạy qua tao hả? Để tao Quốc ơi. Một thằng lục, một thằng súng đó. Nó nằm ở đâu? Hai thằng nhà vàng đối diện tao nè. Đối diện hả?
không qua khu kia đâu. Đâu ra? Má sao mày đéo đợi tao chậu ôm vô. Nó một hàng. Còn một hàng. Chết luôn rồi. Một trái bom làm nên tất cả. Kì có đạn xanh không? Con mẹ. Ăn bảy không vậy? Ha 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 ha. Tốt tiếp quá, tốt cầm cầu đi. Giờ kiếm đạn xanh thôi, có đạn xanh cho tao chứ. Tao có đạn xanh rồi. Nhà đó loot rồi ba. Lút rồi anh cạc, có VSS nè, lút rồi. Cửa cũng đéo mở nữa, đạn cũng vẫn còn nguyên. Chưa có rồi. Đạn ảo tưởng không quốc. Không. Tao bắn đầu rồi mà. Mày đéo có dư đạn xanh luôn hả? Mẹ tới vậy luôn hả? Mẹ tao không hiểu sao tao chọi cho bơm vô, kia nó vẫn còn lướt. Hai thằng ở đập luôn. Ừ, nhưng mà thằng kia nó vẫn đứng nhìn. Còn ta thằng kia thì nấp rồi. Đéo có xe chạy hả? Bắn sao không? Tao cho mày đạn 7. Mày có AK mà đúng không? Trao đổi mày. À. Đeo lấy đạn 7 luôn. Kiếm xe đi mày. Kiếm. Lên nóc nhà có. Mấy này vô lẹo quá hả? Đứng trên nóc coi có xe không? Nóc nào? Nóc nhà chứ nóc nào? Vô bên lo mấy nọ nọ.
go. Everybody go 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 go. I'm watching you. Adol. Ôi trời ơi, cái bạn. Cái mặt hãm quá. Đậu dấu dấu xe đây nè. Dấu xe chỗ tao đứng hả? Chưa. Mày có cái đất holo gì không? Có cho tao à. Má sao giờ ngắm đèn cái hở ghê dữ chưa? Không. Thì cũng chịu đợi xíu cũng được. Tao có nước, tao chịu tao không lợi. Tao cũng có nước mà. Hey, how's it going? So beautiful. Còn 10 phút. À đủ. Còn 10 phút. Rồi vậy tụi nó chết rồi, mình đi vô bo chứ sao vô. Tụi đâu canh thêm chút nữa chứ. Ôi 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 ôi, mày di chuyển một cái là thằng hóc. Sao ta để hết cái cục gì đâu cái gì. Kiếm nãy giờ ba. Kiếm trước khi tao chọi cái bom hàng nó luôn à. Vô lụm được cái lục, xong lụm được cái ca rồi đó. Đơn giản. Chọi đi ngang vô chân kỳ. Đùa. Nếu có, vô chân kỳ trong bò mà. Đồ mẹ, lúc tao nóc, mẹ tao bắn mày luôn á. Sao đóng cửa hết vậy? Nó không có ai của mày đó. Nghe chưa? Nghe nó bắn chưa? Cam chứ sao? Chạy ra đằng sau rồi nhà Doraemon luôn. Chạy ra đằng sau luôn. Rồi rồi. Rút rồi thôi chứ mình cam. Tại
Em xe CN em lấy đi. Em xe CN ai đuổi. Lẽ nãy cầm lại nó lại phải chạy lên nhà thờ. Ai biết lên nhà thờ nó gần hơn dễ bắn. Nhưng mà tao cũng không có get dot nữa bắn khó. Tao không đâu biết. Giờ lên nhà thờ tao sao. Thì lên đi. Lên không? Tao đứng này. Lên chạy bộ lên. À đù. Lên chạy bộ lên thôi chứ sao. Nếu có chỗ. Tụi mày. Lấy xe đi chứ đụng hết đi bộ. Xe nó biết như. Đi đánh vòng á chứ mày chạy hẳn qua luôn à. Tao mà có kẻ nó chạy dưới đường kìa. Thấy không? Không. Nó lại chạy qua nhà thờ đó. Dừng lại. Trời. Tao đéo có cái đất hay holo rồi tao sợ lắm à. Chưa thấy. Hả? Kìa nghe nhà Doraemon nè. Một viên. Nấp liền. Nó nghỉ xe á, thấy xe bít không? Xe bít mà hư á. Mày thấy có thằng hả? Ờ. Nó vẫn đứng yên ngay đó. Chạy đâu? Chạy khỏi chiếc xe rồi. Đây à. Kìa cái sáng nó à. Sáng nó ngay ngoài nhà kìa. Đúng không? Bỏ nó bắn tao kìa. Ở đâu đâu ta? Kìa thấy rồi. Thấy rồi, đứng yên. Ôi ơi, con hẳn trên đây. Đồ mẹ nó đứng dưới nhà thờ luôn nè. Nó đứng dưới nhà thờ luôn. Phải luôn. Nó trên nhà thờ á. Thôi chết rồi. Phải thiệt. Ảo rồi. Hai hàng công dưới cứt luôn. Má nó lên là không hay gì trời. Bước rồi. Bước rồi. Bước. Đói máy nó quay lại. Anh mau bị con cá sấu bố hồi. Hai bãi. Trời ơi.
Vậy má phải để ra một sự tích dài dòng nữa ba. Chưa đợi tao chút rồi. Chưa. Hello. 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 Này đủ á. Tao có lượng. Rồi đâu má ăn bản quyền thấy mẹ luôn một chó sờn. Cái gì? Vô đi. Mẹ đi. Mời mời đó. Cứ ngước ngoài kìa. Mày mời cũng được mà. Vậy kéo có ai học quá phụ má coi lịch lại không được nghỉ không lẽ giờ tao vô lại ra trên ừ tao lên trường rồi tao ra tao chơi nét luôn bực bãi luôn được. Đây restart lớp đi cái. Restart của mẹ mày. Phải công chúa mà không tự. Mày còn mất mày lớn. Mất mày lớn là đi rộng lắm, mất mày nhỏ quá. Bài của chi bù. Con mẹ mày.
Yo. What motherfucker? Hello, motherfucker. Sao nghe cái tiếng con nhỏ nào đó nói hoài vậy trời? Cầm cho tê. Cầm cho tê đi là nó tắt chứ không còn có tiếng con nhỏ, tiếng con nhỏ. Nó nghe cái đéo gì. Đâu cũng được. Đâu cũng được. Tại cái nhà này nó sau nhà mày quá, nó nhà đằng sau mày luôn quá, nghe không? Sao bị lỗi hả? Cái tay nó gài điện hãm ghê. Nó đâu tìm chết luôn rồi. Nó ngay đằng sau nhà, ngay cái nhà chấm vàng nè. Đâu quá? Chỗ này vô. Đâu vô mình hỏi gì nó chỉ cái đó mày ơi. Lên lên lên. Nhà này, nhà này á. Vô vô chỗ này. Nhà này nhà nào? Ờ phải lộ. Lên giết nó đi. Bom bom rồi hai. Ok. Đừng 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 đừng. Ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Chết rồi hả? Chết rồi. Vô cứu quốc kìa. Má ra nghe tiếng bom nổ cái nó chói tai không nghe nó chạy đâu á. Nhìn mà bây giờ nổ bom không có slow motion nữa. Tao đang xí thì nổ bom thì giật đi chỗ khác đi chứ. À, cái bom ảo ghê vậy. Ngoài nó quăng gì bom, ngoài ngoài mà đụng quá nó vô trong chứ nó tin được. Quốc độ quá ăn đắp. Đéo tin được. Rồi xong lê cái bộ chinh kỳ. cuộc đời cứ nhẹ nhàng thế. Đúng rồi, sao bắn muốn chết luôn. Mình vô mình bắn có một thằng rồi nó xong mẹ nó cái bộ chinh kỳ luôn. Sao nãy mày cũng xin ba mày nè, ba mày cho. Ba mày muốn bao nhiêu hết. Ác quá. Tao là ông chín đây. Hãy chào ba đi con. Tao là bà Xuân đây. Hãy chào má đi con. Đó đi. Nhớ like không? Không. Đá còn đá mày luôn. Trong bo luôn, rất thoải mái luôn. Má chỉ có một sợ này, ta lấy cây cao. Ê, ta lấy cây dùng bi màu cam của nó. Dùng bi màu cam hả? Đưa tôi. Ok. Cho xin. Đâu 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 đâu. Ờ Ricky, cứ từ từ. Ờ, ok ok. Dùng sau. Cắp đi hả? Hả? Có à, có AK không đi tiếp tục luôn. Không. Có. Không. Ủa
Ai cần mà làm xe nó không? Lấy ai cần mày? À, mày không lo kiếm cái máu đi. Mày ép lo kiếm máu mà bố bên đây xe. Bây giờ mà còn băng đạn si. Máu thì đều có. Tao máu rồi. Lấy giải Miranda. Anh em chạy thì bấy nước. Ok. Ui giời. Sao mà đâu máu nào. Nạp 50. Nạp 50. Đợi. Ok. Dạ, con lên nãy giờ giờ mới nạp, giờ mới người ta mới lấy tiền á ba. Dạo gì? Không có gì giàu á, cũng nghĩ cái chơi nạp 50 chuyện thường mà. Giàu ấy. Mỗi lần tao nạp 10 ngàn. Sầu chó mày. Mày nạp 10 ngàn tao nghe nói với gà. Có xe lên SMG giữ dùm luôn nha. Hết hồn. Minh Minh đã giết Si Dao Quang Di và bố của ta. Sao tạm mà đít không vậy? Mẹ có quấn còn hơn. Này là do nó ăn ở. Tại đây có người. Đây có người đó không có người à. Đi nhớ báo một kia biết rằng thì mẹ bố trên kia có người đấy rồi mày vào đi. Vậy vậy á. Này là cái chữ địt mẹ mà luôn không. Con là phải giết con chó mà luôn không. Nó gớt, nó chửi, nó cứ mà nó gớt cái nó chửi. Địt mẹ, địt mẹ. Trời ơi, đồ chó. Ê mày. Ba mày đấy. Không, lấy Silent. Mày bắn Silent với bắn cơm như nhau. Nhưng mà Silent nó ít gà nó ửng. Nó ửng mình được. Ửng mẹ mày. Trời ơi, lưu được cái bộ trình kỳ, cái bộ trình kỳ nó nghèo thì thôi luôn. Nếu có máu luôn, toàn mang điếp không? Thằng thì 4 máu 7 nước, thằng thì nếu có máu. Bị, đợi, éo lè. Điếp nữa nè. Này bao mức bị mùa lắm, đéo đùa này. Coi cả là xanh qua nhà tôi lấy này. Đây đây. Bú 2 luôn, nhà có bú 2 rồi. Qua nhà tao lấy là xanh. Đầy đủ. Lấy đó rồi anh em. Holo có, nhà tao luôn. Rồi để đi. Mày có tay cầm chưa? Tay cầm có chưa? Rồi qua nhà tao có tay cầm xịn hơn. Ủa cái tay cầm xịn đó hả? Ủa nó có đó, xịn này nó xịn hơn tí. Giờ nó ra nhiều tay cầm mà. À, cho mày hai bình nước này là một bình máu rồi. Ủa quá đi. À, quốc ăn ở sao?
Ở gì rồi? Ôi nước nhiều quá. Mày có giữ cái xe com SMG không? Không cặp, đéo lấy thì thôi. Tại vì đéo có xe lình. Tầng 1 có máu nước với lại tầng 2 có nữa, tầng 2 có 30 viên đạn nữa. Rồi, băng đít đồ nước đồ đầy đủ rồi. Nóng đâu, nóng đâu, quen. Xung quanh đó trong đầu vệ sinh. Mini 4 nữa này. À thôi, bắn nhịp lên. Ông ơi, qua nhà tôi có cây Umi màu cam gần full phụ kiện thiếu bằng đạn. Phương phụ kiện à? Ok. Ai cho ý đạn xanh với? Phải lò mới vừa cho đến giờ xin lại. Thì mẹ nó đây bắt đầu MP bây giờ tiếp một khẩu mini thì phải xin chứ làm sao? Đến vãi lò nha. Đâu nhà? Nhà này à? Tầng 1, tầng 1, tầng 1. Trong đây, trong đây. Để coi nè, đường xanh nè, băng đạn nè, cơm nè, đuôi nè, băng đạn nè, đó. Oh, shit vậy. Cần băng đạn thôi. Quốc, cho xí viên đạn xem. Quốc nó đang khóc thôi. Cho đi, tao đưa cho cái 4 nick. Đây là đạn này. Tao 30 viên rồi. Ê, mày có 2 băng được xin này. Ừ, bo này sợ quân sự. Dưới này là. Dưới này luôn. Này, 4 nick này. Đó, đó, đó. Rồi xong rồi, đi thôi. Let's fucking go thôi. Ở đây. Xe đi. Vãi lột, bo này đi đâu rồi? Đây, mình nhìn bo kìa. Bo này quân sự rồi. Ôi, gì bo gì hãm vậy? Quân sự đó. Nè, lấy đạn xanh đâu nè, 60 viên. Lấy ngay, giờ cái gì cũng lấy được hết. Cái gì cũng bè tay hết. What the fuck? Nút mà cũng dư nữa. Đây nè. Trời ơi, quá trời luôn. Rồi ba thuốc chín nước. Rồi xong chia. Chín nước chia đi. Cô. Có cung lụm giùm cung luôn. Chia nước. Ok, đủ. Nước này. Thôi đi. Đây có lon nước này phải đi. Ông ơi, ở đây có giáp 2 này, ông có giáp 2 chưa? Có, thôi khỏi đi xa rồi. Mình biến quay lại quá. Vô bo này. Mà giáp 2 đấy. Đỡ được một cơ số đạn đấy. Đủ mới cùng lắm cây ca vô người nữa, cây máu chứ nhiêu. Xe này. Xe chứ. À, cái cấp 6 nhìn đẳng cấp ghê á. Vậy mà thằng Sơn rồi mẹ suốt ngày cứ chê. Chửi. Đúng ghê luôn. Ai biết nó chửi, nó chê rồi. Ồ cái cao quá được. Ca vậy mày có súng gì DMG không? Hả? Nãy mày cầm cái gì? Mày cầm cái gì đó? Cho mày này nè. Nói mày cầm cái gì hồi nãy kìa. Mày lắm kìa. Một súng. Thôi đi thôi. Ôi, công chích.
Lát nữa chết xì ke. Đi đâu? Về đâu? Lên đồi. Lên đồi. Thôi ghét John. Giấu xe đâu mà không bị nổ trời. Ai tầm ngắm nửa phần là gì mày? Lấy bỏ tay cầm ra, lấy tay cầm đỏ đi, tay cầm đỏ ngon hơn. Quá ra nhiều loại tay cầm quá đi. Tay cầm bây giờ tay cầm ngon nhất á. Thằng lồn là bắn quậy. Gì ta có lạ gì đâu. Mày điên à? Để ta ghiệm tâm thôi. Ây da, dính rồi đó, dính rồi đó. Thằng nào bắn này? Hả? À, cho xin cái tên. Á đù, UMP bắn liều à. Bắn bờ luôn á. Vãi rồi. Thôi đi vô. Ây da. Lên đội nè. Nó hai số. Ôi, nào bắn vậy? Ôi! Địch bắn. Về nãy nào cầm xe đình bắn. Đâu, ca đâu? Kiếm ca thôi. Một viên thì chết lại kêu. Đây là thằng nào cũng dính gì mà đi hết á. Bây giờ thì chắc đéo có bu ba cho mà đỡ đâu. Bu nhà hướng enemy luôn rồi nha. Nè, vô đỡ phone nè. Đùa chứ nãy giờ 4 cái đánh tôi ngay từ tao rồi đấy. Ý, lấy xe đi vô bo kìa. Ủa xe tao nằm đâu muốn tiêu à. Ủa, có xe kia giữ cái sông. Liên nhanh GM đã hợp luôn kịch này mày luôn 36 phần của nó rồi. Giữ cái tay quái lồn rồi. Địt mẹ mày lồn. Và Liên Anh 15 đã hợp luôn kịch này mày luôn 36. Này thì biết Việt Nam chứ. Đi kiếm xe đi. Xe ơi, xe đâu? Qua chấm đi bỏ xe luôn. Ôi, nhỏ rồi. Ta hỏi cái cho đi luôn. Ta báo trước là khu này chứ mà. Nè, ồ, thấy xe chưa? Rồi, khu này sẽ bị bắn nhau luôn. Thả xe, có bắn nhau. Nè, lấy com không? Có rồi. Có gì? Đúng rồi. Đó. Có rồi chạy đi. Đâu? À là kia kìa, trước mặt kìa. Trước mặt hướng sắc lâm này. Ok, đang chạy vô khu nhà kìa. Từ. Silent bắn này, để silent bắn. Tao cầm cung mà tao sợ gì. Nóng 2 á. Không nào vậy? Gốc cây hướng 65. Thằng lồn nó trâu vậy. Chết rồi. Bạn gốc cây 65, bạn lên.
6 cây á. Cây 65. Có cây cây gần 2 giữa 2 xe bugi á. Có cái xác mà có súng màu cam mới thấy nha. Mày cầm ca mày nhìn nó cho tao. Tao thấy tao chết liền luôn. Thì mày di chuyển làm sao để thấy? À thấy cái cây đó rồi, thấy cái cây đó rồi. Rồi nó bắn lại rồi. Nó xuống tao kìa. Nghe cái cây gần ngay chiếc bất ghi nè. Công lên đi. Ừ công phải kiếm từ công ra ngoài, nhưng công phải chết. Ông ơi, ông dẹp đi ông ơi. Nó thấy rồi, nó thấy rồi. Chạy đi, kiếm đường bắn nó. Qua bên phải, một tí nữa là mình thấy nó. Nó kìa. Bắn đi một cục cho tao, làm phát hit shot cho tao. Hello. Ôi nó đằng cây sao, nó qua cây sao rồi. Biết rồi. Chạy nó chạy ra cây sao nữa. Má bể mẹ cái nón rồi. Đừng có lát nữa. Đây cả chiếc tám này. Tá. Đá không nào. Ngay cày nè. Em không nào. Anh có nhầm em với anh. Quốc công sớm quá. Ui có xe tới. Ơi nó dừng rồi, xe nó dừng rồi kìa. Xe nó út đó nha. Mày ra đây bắn nhau xem nào. Kệ anh nói, tại vì xe nó dừng đằng sau lưng á. Nó bắn cũng có được đâu. Xong kêu tao nha mày, tao bắn súng cái nha mày. Xong kêu tao, tao bắn súng đúng cái. Mày không được đâu rồi. Tao tắt tiếng mày ở nhà để tao. Mày chết luôn. Chết rồi hả? Chết rồi. Ủa đâu ta? Đúng rồi, cái sáng quốc này nè, lấy cái ca của nó xài. Tao nạp 5 ngàn rồi nào, tao đéo biết nhỉ. Có nón không? Đó còn nón không nhỉ? Hay là bể rồi? Không, bể luôn rồi. À ông, giờ mình ra chỗ xác với thằng kia đi. Quay lại chỗ xác với thằng kia hy vọng. Ok. Hay là còn. Ok. Để bốn thằng xác luôn. Đây nhiều xác không nhỉ? Má chắc bỏ mẹ game zombie. Ông ơi, ở đây có giáp 3 này ông ơi. Ok, để xíu. Rồi xong cái nón. Không thằng nào còn nón luôn. Nó bắn đầu mà. Nó chỉ máu nước là nhiều thôi. Thằng nào nó cũng hư đắp bét rồi. Ok. Cái đồ xài.
Không có scope hả trời. À không có scope là ngon à. Con scope 4 rồi, hết là đẹp rồi. Ui ơi, nãy nó bên lụm nạn kia. Thôi có xe lệnh hết kìa. Ông ơi. Hử? Khu nhà hướng SE có người nhá. Thì tôi chạy xe nãy SE hả? SE nãy giờ nghe nó bắn quá trời luôn. Trên đồi mình cũng có nè. Rồi xong. Ông ơi, cứu ông ơi. Núp ra sau cây nè. Nhà hướng SE bắn. Ghê vậy. Để chạy xe qua rồi. Hai hả? Má trên chả nó bắn quá trời luôn á. Uống nước máu full đi rồi chạy. Đây 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 tôi full uống full rồi. Ui nó trên khu nhà. Có. Ôi đẹp mẹ, W. Phải kích. Kinh dị thiệt. Trên nhà hai tầng á. Bỏ không cứu. Cứu luôn hả? Cứu luôn, cứu được cứu hết. Không có bỏ phát nào hết. Lớp ngay cục đá. Đằng sau con đá là cũng an toàn rồi, không có gì. Ừ, nhưng mà nó cành sẵn rồi, vừa lót đầu đêm. Ừ, thì đó, nó AW á. Chứ nó cài thì nó chết rồi. Trời. Mình chạy xuống mép đồi, chạy xuống mép đồi nó bắt rồi. Nè, mất cái non luôn. Nó bắn nhau trận bên là trong boy chưa ta chưa má nó trên đồi nó có lợi thế quá mình dưới đồi bất lợi luôn. Gặp khu nhà nó vẫn trong bò nữa. Bây giờ thì sợ khu nhà nó công ra để mà mình nó có thế gì được mình đéo có thế gì nó. Công lên nhà. Ờ à, ơi, nhà không. Cái nhà. Trời ơi, phải kích. Hai hành. Còn trước mặt nó công ra được mà mình nó có thế mình đéo có. Bỏ khổ đấy. Đấy thì công lên. Không công được.
Nó nhiều hàng lắm. Nhà ba thằng nó ở hai cái nhà mà cửa sổ thấp thôi, chỉ cần mình đi lên là nó thấy ngay. Ừ. Không cần đi lên đâu, chỉ cần nóng cái mặt lên là nó đã biết rồi. Dạ. Đừng nói mày chạy lên nữa thì mà chỉ có ăn đạn. 42 kg. Chưa gì buồn ngủ rồi. Mày muốn chửi Trung Quốc đúng không? Nghe tao chửi nè. Chửi Trung Quốc mà chửi như thế. Anh nhà anh có AW người có full combo. Cắm ghi là. Làm sao chơi? Mặc đồ cỏ nữa. Nó còn vũ ba. Bây giờ vũ ba là một phần rất tất đi là uy lực đấy. À, vũ sợ lên clip à. Thôi xong rồi. Thấy cuộc đời tươi rồi. Hai thằng kia thì thằng nào cũng muốn một liên tiếp là đồng đội gì. Người có vũ ba AW. Mày thấy được mình chắc nó giàu đấy. Chuyện sao? Ừ, tôi có K-Silent nữa. Thằng đấy, cái thằng AW đéo thì có 8 mic rồi. Nó lấy Silent luôn. Ờ, ngon. Game nó chắc tem nó top 1 rồi, tem nó còn 3 hàng, đó vậy hả? Khu nó khu nhà vẫn trong vo nữa. Nó qua nó công mình xong vô lại khu nhà. Khu nó đẹp. Ờ, nhà đẹp mà. Mà khu đó cũng bị quá đẹp, mình ở dưới đéo mình lồn gì mà nó ở trên nó gì nữa là mình chết. Mấy ông ping đâu nhảy đó nha, chết mấy cũng phải vào nha. Oh shit. Rồi xe giữa, xe trên có hết, còn xe dưới của mình. Ở xe trên của mình. Cái đầu mình có thằng nào không? Không. Nói chung này là của mình luôn rồi. Có thằng Unraven nó mới xuống á. Bắn chết mẹ nó. Trên đây có mua 2 này. Ủa, dung bi cam. Scalor này. Dung bi cam, lấy dung bi cam đi. Cầm. Rồi, thank you. Scalor rồi, quất bắn Scalor kìa. Thằng điên đi vào lấy Scalor bắn được thằng. Bắn đi, bắn đi. Cái này không có Scalor mà. Ông kia lấy Scarlet bắn đi. Không, phải vô MV rồi. Scarlet cái đầu rồi nó dở. Có zombie với đi xuống đĩa nè. Rồi vậy đâu? Công nhà Ly đi. Nhà C nè, C mình có quá trời nè. Đi là công nhà Ly đi, công nhà Ly đi. Là mới đừng chạy đến chỗ không người được mày.
Ừ, xe dưới nó chiến nhau quá trời. Lì không có ai luôn. Thật là đáng sợ. Ơ đi. Ê, vướng chuột các bàn phím nè. Chả hiểu. Công xe thôi. Ly không có thì công xe thôi rồi. Xe trên nè, xe dưới cho xe dưới. Mày đắp ba mà không có trước mày, thằng không đắp trước mày. Tầng 2, đi từ tầng 2. Đầu bên kia. Nó giữ ngọn dưới á, xương qua bắn nó. Ê, cứu tao là thành. Ôi điên mẹ, còn ăn dưới nữa. Cứu quốc kìa. Bắn gì vậy? Ca 98 M4 headshot. Ghê à. Con này team khác, con này móc. Con này thằng này vẫn rùa thôi. Còn thằng một này. Còn lồ nó yếu luôn kìa. Đâu thằng này chết luôn mà. Vậy là nó tem khác. FPP không? Đủ nào bực cái lồ gì vậy? Thôi. Sợ có mấy thằng không biết chơi. Thằng luôn không biết chơi cái đấy thì đau, nhìn là đau mắt lắm. Tôi chơi quen đấy rồi, thằng Quốc không biết chơi này. Quốc Sơn đâu trời, Sơn có chưa? Một giờ mấy rồi? Chờ làm cái gì? Vô bắn. Bắn đủ 4 rồi. À là là là. Đù quá, hai thằng trắng đen đù vui rồi là. Hello. Hi. Hello, motherfucker. Wakanda forever. I am from Wakanda. Do you know me? Mày bật cái gì lớn hơn? Hello. Tachila. Hello, motherfucker. Hello, motherfucker. Cái gì? Phải hả? Chưa. Hello, motherfucker. Tao support cho mày, mày chơi gì? Thôi mày về chia chơi với tao đi. Cho mấy kia đi, mình đi. Phải, đồ quá. Sợ à? Có ai lên chơi chưa Quốc? Có rồi. Gặp quá hả? À? Ừ. Chừng nào mày vô đây? Hay không? Coi hay không? Mày cứ coi đi, kể mất vui lắm. Tao coi rồi, ba tao coi hai lần rồi ông nội. Đợi mày coi, tao coi từ lâu rồi. Tao tao muốn nghe cái lời nhận xét, có hàng xuống chung rồi. Trên nóc với mày luôn rồi. Rồi nó nhảy xuống dưới rồi. Vô trước đi góc Ricky. Nhảy xuống rồi kìa. Hai hàng á, hai hàng ngoài. Không có súng. Tôi cũng không có súng. Nắm lô thiệt. Ôi, con chó mày đâu? Ôi nó có súng. Nó có súng kìa. Ôi địt sạch gưng. Rồi xong.
còn hẳn ngoài á. Ờ nó đấm ở ngoài á, nó đấm ngoài á. Nó chạy như phim hành động quá nhỉ. Đâu rồi? Cái SK của tao rồi. Rồi đó, nãy nó lại nó đấm á. Nghe nó đấm ở ngoài. If you even cared, you'd actually be here. None of this would have happened if you had just listened to me. If you even cared, you'd actually be here. Có ba lô không? Mấy phòng kia có thì ai chơi? Nó tông tao, nó tông tao mày á. Thì tao hút nó ra, cũng thì mới tông vô là hút nó ra liền chứ ba, đủ hai đời. Hai đời nó đâu? Chết mẹ, đủ hai bài gắt bắn xuống. Có được đó nhiều lắm, qua. Sao giờ? Từ từ thôi, mày đừng có chạy. Rồi còn hàng bên phải kìa. Nãy hắn hàng bên phải kìa, đó. Đi. Thằng này thì mày dánh nghề mà là về mày. Ôi có cái váy đẹp quá anh ơi. Tao không quan tâm nó mặc cái gì. Mày quan tâm nó có đồ với tao hay không thôi. Chết mẹ luôn, đồ mẹ. Nó là nghe có 6x mà. Nếu có phụ kiện. Đồ má đừng thích đi lên ba ơi. Có công hút đi. Có công đi. Để là thằng hút cái gì, thằng hút mày ra. Mày có nhiều lần 7 không? Hả? Nhiều lần 7 không? Chết mẹ rồi. Tóc là thanh mày nhiều vậy. Nè, tới đây. Thì tao đang đứng trước mặt mày nè, không phải tao đứng sau mày. Má. Có tăng đam được nha mày. Thôi. Bây giờ mày đi từ đây bố mày. Ở vậy mày? Tụi tôi đi vô nhà này là của bố mày. Đứng xuống tao qua giáp à. Vô. Đang hầu rồi. Yếu lên, thằng nó yếu lắm rồi. Trời ơi, sao mày đánh quốc ơi, sao mày đánh yếu vậy?
ha. Yeah, mày ơi, yeah, yeah. EVOS là gì vậy mày? EVOS. Mà EVOS là viết tắt của gì? Esports hả? Team EVOS. Team Liên minh huyền thoại của Việt Nam đi đấu MSI quốc tế. Mid season invitation. Nhưng mà rất tiếc là bị ta về. Sao vậy? Thua đúng không? Lại đúng không? Có một thành viên cực kỳ ngáo chó. Vãi à. Em léo sợ thằng nào đấy. Ở đây mua nghe mail, ở đây mail. Ngay đi đến phát biểu câu châm ngôn đấy. Sau đó những người đó là những người thua liên tục. Khi trận cuối cùng đấu thì đã thắng. Mặc dù đội họ thua em vừa rồi. Mình thắng thì người ta về. Vãi rồi. Như vậy à? Nó đấu cái trận mà nó thua nó vẫn đứng rồi mình thắng thì mới về. Thôi mà nè. Không làm được điều mà ghi cái bài mà đi trước từng làm. Chưa, 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 qua nó mất thành viên chủ chốt quá nhiều. Mấy ông có nhiều thành viên hay mà top 6 em rất dài cũng vào. Còn chúng nó còn như bay là vô địch em sai. Sao chủ vẫn khốn lắm mày. Thì chờ đợi thôi, chờ đợi những nhân tài 2K. Bây giờ Levi với Optimus mà về lại ghi cái bay Marine xem. Là sự tính nó khác ngay. Optimus. Chưa đâu. Có một tem. Hai. Mới có hai tem. Hai tem gần nhà kho hết đó, còn ở bên chỗ mình lia. Còn tụi nó bên đầu đường. Hai tem. Ủa, tem 4 mà. Sao tem 4? Thấy 4 hàng. Ừ thì 4 hàng là tem đấy. 4 hàng một tem chứ 4 hàng hai tem thành đen. Ờ biết đâu, tưởng ba hàng một tem hàng lẻ chứ. Sao sao mày đụng á, mới vô cá tí. Má cứ đùa em là má lật mình hết hồn đấy. 3 đập 4, chờ luôn đi anh em ơi, có súng chờ luôn anh em ơi. Súng CC. Bé mà. Mình cầm cái bùn ra cho nó, một đứa mình mạnh. Giáp máu chưa có, nó đợi mình công qua bển. Đứa nào nó cũng cái nón, nó cũng cái giáp ba rồi. Nó khai đủ kiểu. Mày qua nó ai ngờ nó cầm AK nó sẽ chắc mặt. Vậy mày tao hết kêu rồi. Đó là tàn quốc. Quốc xứ vậy. Đừng cho. Qua bên đường. Có bên đường nãy thấy có hàng chạy qua đó nha cụ. Có. Có chạy luôn. Đồ anh có đủ tiền đéo cho anh mua. Đủ rồi. Ai bắt sạch luôn đây. Bên xa lắm. Tụi bắn sạch chuyên xa lắm. Như bên truyền học á. Doraemon. Doraemon nào. Mỗi tầng 2 máy. Mỗi Doraemon có thằng á. Đủ má quyền cái này có cái. Kìa, tao thấy cái đấy nó từ Doraemon xuống rồi kìa. Hình như nó vừa sút tao xong. Thấy là bắn không ta? Hồi nào ta? Bỏ đi. Mini Uzi bắn cái gì? Thì tao ăn một mạng AD thôi đó, còn nào, mạng anh của ai mới được chứ. Lúc đầu là ăn ở đây nè, là một mạng nè. Lúc sau thì tao nếu nhớ ăn mạng nào luôn.
canh cho tao kìa bố. Đó là chạy qua cái nhà hai tuần. Bắn ơi. Ừ, trước mặt luôn rồi, phải luôn. Nói ngay trước mặt tôi luôn rồi. Nó con tì đó, ai chơi nó con tì đó. Vô trụ mẹ rồi. Nhảy xuống rồi, nhảy xuống rồi. Qua hai hiện tại. Nghe. Hai tầng. Giữa đường. Hey, trước nhà mình này hen tay. Má nó vô tới nhà luôn. Điều rồi mẹ đó. Mày. Rồi. Dám vô đây, vô đây. Có hàng. Đúng rồi, còn hàng bên kia nữa. Chết đi. Ôi, má, chưa. Còn hàng ngay bức tường nè, hàng cuối cùng luôn á, bên đối diện đường á. Cái gì đâu? Nó cuối cùng luôn á. Này nè, ngay cái bức tường nè, chấm xanh á. Ừ, nãy tao bị bắn ở ngay đó. Mày quá bom. Làm cái điều kỳ tích. Bắn ai cha? Bắn vui. Con đùm hết rồi à? Nó fit mẹ rồi. Rồi rồi, thấy nó đúng không? Có biến rồi. Chết rồi. Chưa. Tìm bắn hết lẹ. Tìm bắn lẹo á. Nể hiệp. Con chó đã bắn ngay tao á. Nằm ở đó mà suy. Đừng nhảy thôi nha. Mày đừng nhảy thôi cho nó hút nó về. Chừng nào mà phai bên ti á. Mày bên ti. Mày thằng nhảy ra. Đây mà thằng này nó bị mù. Nó bị mù bóng xinh hay sao. Bên tay ấy. Má nó vô nhà tao nó đứng mà nó không biết tao trong nhà luôn á. Dũng. Nó khờ thì. Đụng má tao gắn hết vô phụ kiện được luôn. Con đó đụng xin một cái đi. Má được đang farm. Má lồn gì đấy. Rồi trên đồi. Má nó tới đây không biết được. Mẹ nó đứng cao. Hả? Nhà ba tầng thứ ba bên kia trên đồi. Đụng mẹ mày. Không nào. Thấy rồi, nhà ba tầng. Cắm hả? Dạ. Thôi, mới xuống, chạy. Ai đây mới tóc biến rồi hả? Mua thang, mới tóc biến rồi nha. Lìa nó luôn. Thôi, đéo dám bày giờ tao thầy gì nữa nha. Còn đúng đó không? Rồi, nó nhảy cửa kính rồi, nghe tiếng nó nhảy cửa kính rồi. Nghe tiếng nó nhảy cửa kính đó. Đây nè, chuột nè. Đó, ủa? Trên xuống nhà. Má. Có bom mà. Nó kêu nó anti con chuột. Nè, nó là má, nè, có đàm đéo đâu.
lên đi Quốc. Mày vô đi lên luôn, mày kêu tao lên đi khách nữa. Mày ngoài kêu tao lên. Hả, bất động. Được. Mà đây đánh thế không thấy được. Ôi bom. Bom thôi. Lên bắn nó, lên bắn nó. Có đi đến rồi. Ôi ôi, nữa hả? Chọn bơm khói đi đâu Quốc. Chọn bơm khói qua tao đi. Không có. Tao có nè. Bắn đi. Chọn bơm khói ra đi rồi cứu. Chết tiệt con mẹ đi. Tao giết rồi nha. Khỏi chờ. Nhưng mà đồng đội không biết đâu nha. Có hai lần hả? Mà nóc mà. Ừ nóc hết. Má nó hết mana rồi. Không có một kill nổi đâu. Tao còn đồng hồ mà. Ăn cái vụ đầu đó đi, ăn cái vụ đầu. Không là AFK thôi chứ không có gì. Hai thằng lên đó. Hai thằng nó tưởng con thằng chứ. Thôi cũng không vào là mấy. Có đạn thôi. Có M4. Mua con mắt tím lên đây mày, mua con mắt tím lên đây mày. Mà nét hết luôn á. Thôi để chạy thôi lên kìa, thôi mua kìa. Thôi đợi, mày lên. Thôi đợi, đó rồi, đi. Nè. Trời ơi. Nhà M16 hả nè. Tao bắn súng. Góp. Thôi bảy rồi. Không vui vui cũng được. Tôi chưa có tiền đâu nha mày, dễ chết các bạn. Có máu nước thuốc rồi gì không? Có tao, có gì không? Thôi, xài đi, rồi có hai thuốc một nước. Rồi, bên đồ bên kia. Góc 1. Đâu vậy? Đây đồ đây. Nó hai bữa đó hả? Từ đợi. Còn hàng kìa. Còn hàng á. Trời ơi, phải rồi. Này lẹo quá. Rồi mất đồ thôi. Chờ lắm miếng đạn xanh đi tao bắn mini. Có đạn bảy không mày lấy không? Thôi, đang bẫy thôi dư dạ quá. Cứu tao, máu kìa. Đóng. Quá máu nhiều vậy. Chấm hỏi nó đi. Sao mà? Nó dám giỡn đùa giỡn với mình. Bắn cụ cho mày rồi. Đã cô ơi, đưa AK nhiều màu cho. Hả? Đưa AK nhiều màu cho. Má mất chỗ đầu luôn. Má phá gần xong chỗ đó rồi. Rồi, thank you very much. Ông này súng màu cam. Ông là như súng màu cam không vậy? Tôi thích màu cam. Mua quá hả? Nói vòng vòng trong đây nè, như nó ăn bẫy chim nè. Hay. Chim súng không mua cho đâu ta. Mở hộp hồi trước có mở hộp. Má nằm sao bẫy chim. Mở hộp thì cũng phải mua chìa khóa. Đâu hộp. Đâu hộp phi mà làm gì có chìa khóa. Mua bỏ tiền mua chứ đâu có mua chìa khóa. Không mua lấy gì không ra đâu. Ra mà. Bạn tôi ra một kim màu cam quá trời kìa. Bà mẹ mày. À hộp mới thì không nói, hộp cũ thì chưa có. Cái đéo gì nguồn ca nào đấy.
Ai ném bom đấy? Tao ném. Vui thôi. Đấy luôn. Vui thôi, dừng vui quá. Đẩy ăn cái chỗ này luôn, đẩy ăn cái chỗ này luôn. Đứng lên đã được sự. Tao có mấy cái chấm nè. Nè, dưới đèn xanh trong đây nè, nào lấy không? Tao lấy cho. Vô đây lấy chứ tao hết ba lô. Tao mày giờ bó đẩy luôn cái chỗ này, còn có miếng. Tủ má để mất cái chỗ đầu cho nó. Má băng được. Này hả ba? Đâu cho SR không được nữa hả? Ờ. Ờ đâu không tin. Thì nó để băng đạn kia làm gì nữa? Không biết. Hả? Thì nó để băng đạn kia làm gì? Đạn nào? Thì cái băng đạn nó gắn mấy cây như AWM, M24. Cũng như Silent của AR thì lắp có cái dòng súng bắn tỉa bên SR thôi, chứ còn cái súng như K đồ lắp đâu có chẳng đéo đâu. Mấy cây... Vẫn phải nhờ đến Silent SR. Giờ nó đổi tên rồi, mấy cái SKS như... SKS mini nó đổi rồi, DMG. Dòng DMR. Giờ SG là chỉ có AWK với M24 thôi. Đây nha, đây nha. Vô đây mày. Má gót like luôn rồi kìa. 81 rồi. Ít bốn nè. Lấy không? Lấy. Mày cầm. Đi 6 này cho mượn nè. Thôi, hốt rồi. Thứ 50 có cho mượn đi 6. Có súng rồi. Trai hàng gái đánh cho mày. Trời ơi, cây này chứ mạnh thế mà. Giờ ở đâu vậy? Thấy, UMP thấy đéo đùa đâu. Giờ ở đâu ta? Đi cái nơi cần đi. Đợi bo thôi chứ đi đâu vậy? Trên nhà Doraemon nó nhìn qua kìa. Nhà Doraemon bên kia xong á. Đây nè đó, chấm xanh á. Nhìn qua kìa. Đứng đứng tuốt trên nóc á. Thôi bỏ đi. Mình nó rảnh nó bắn dư đạn rồi bắn với nó. Chạy luôn. Ủa kinh vậy? Quá là kinh vậy? What the fuck? Chạy đi Macro, Macro rồi chạy đi. Macro kìa. Ôi trời ơi. Trời đủ má. Má nó để là nửa cây luôn. Má nè. Không, chỉ cần tớ nghe cái tiếng đàn thì mà bằng bằng cái thôi. Tớ đồ các bạn chạy đi. Chạy. Chạy ngay đi. Chạy ngay đi. Má thấy nó nhìn rồi. Mẹ nó bắn cái điều đấy, nghe cái tiếng đạn không nó bảo anh chạy rồi, mặc rồi 100% rồi. Chạy ngay đi. Đi cứ khi bắn đau quá. Mẹ nó chơi này ai chơi với nó. Rồi. Chơi sức mặt vậy. Tôi có nửa phát đi mà nhiều mà 16 vậy. Kim đèn chính thì đèn chính đó. À trong đây có cái giảm tật AR này, có ai cần không? Cái gì? Giảm tật AR. Cái cầm mà lấy cầm AK bắn cần cái đó. Qua mà lấy tôi đâu có giải gì. Đâu? Vừa nhanh sẵn nè. Chỗ nào? Trong nhà vệ sinh này trong phòng vệ sinh. Thôi ok. Muốn sao? Muốn như nào? Trong phòng vệ sinh á. Ok, thank you. Rồi. Má chủ bắn thôi. Chó quất này đủ. Tao nóc hai lần rồi đó con chó. Gì hai lần? Ừ. Tao bắn lần nóc lần một lên nhà kho rồi. Ờ, đúng gảnh luôn. Sao đây quý vị? Thôi đi luôn rồi. Thôi nhỏ rồi. Là ai đó làm ơn giúp dùm cái tim Macro đấy đi. Ờ. Ai đó làm ơn đi. Hả, nó bắn kinh thiệt. Thì mẹ nó bắn thế thì ma chơi với nó. Nó bắn thế thì mẹ sờ râu mà bằng cú.
Straw còn chịu không nổi nữa. Không mà Straw bắn mày hát ghê quá. Nhưng mà hát auto với hát macro thì bắn yếu xin. Mình đéo thấy nó nhưng mà nó toàn hit shot mình thôi, mình chơi cái gì nữa. Có sen đi sen ta. Ui, pin màu cam đẹp nhỉ. Đánh con này này cho các lồng xuống cao. Bắn đi, bắn đi, bắn, bắn. Đẹp nhưng mà đẹp, đẹp mà nó lộ quá. Đây có M16 và 90 viên đạn. Trời ơi, u má, tự nhiên đẩy ra chi vậy ba. Gì vậy? Ai muốn? Mẹ mày. No. Đấy là nhiều, đâu được rồi. Có VSS rồi. Tụ má lỗi phải luôn. Về đâu? Chết mày. Chết mày. Mẹ. Quay bắn kìa. Má tao có chán này nè. Phải luôn. Căm luôn. Tao thấy đứa này nó sao sao mày. Bây giờ tao mới thấy sao giết còn nhiều mày nữa lắm. Mày ngứa tay à. Là ra mà canh cái bọn macro đây này. Thôi thôi, bể đầu hồi nào không hay đâu. Không giết nó là xác định khỏi chơi game, thế đi. Thôi, mình cứ để việc lớn cho người lớn lo. Mình con nít chạy xe đi, lấy xe đi đi. Tao vô đầu bây giờ mày chống lên. Chống lên. Chó này hai lần rồi đó. Bả giáp chưa? Bả giáp rồi. Tao hết nước luôn rồi đó. Ui, ai bắn vậy? Ui, ai bắn kìa. Dĩ nhiên là địch bắn rồi, mày nghĩ ai? Đó thấy không, mày thấy mày nhây không? Giờ anh em mình bị bị đế rồi kìa. Ra, ra đây cho nước này. Ê, quất. Nói nghe nè. Tao có cái trái này nè. Tao có mày chơi không? Tao có rồi. Cầm chảo đánh qua đánh lại. Đúng rồi, chọi đi, tao chọi, tao vỗ thử thôi. Ôi chạy. Tiễn bạn đi. Xe này nhẹ, đang vô. Bóng đâu? Mày đi đâu? À. Sao mày không đón người yêu kìa? Người yêu nuốt được nữa đi. Bye bye rồi người yêu. Máu nước nè. Rồi dừng đi được rồi. Giấu cái xe vô mấy trong nội. Chúc đi. Ủa tụ má này chút thúc. Chạy nó được thôi. Đó có xe máy kìa. Có gì đó sai rồi. Có xe máy đây, đừng đùa. Tại sao chúng mày lại bỏ tao ở nơi hoang vu lạnh lẽo thế này? Chạy qua từ từ nha. Á đù. Rồi, nốc cho xe heo. Nốc lần 2, cứu nó. Rồi, nó chọn bơm kìa. Ức vải đái nha. Chi 3 ngày. 3 ngày mà. Mày chơi ngu không quốc? Hả, mày chơi ngu chưa? Hai thằng nó vào. Giống như là rượu má. Nó vô chưa? Nó hù vậy. Nó vào rồi. Nhưng mà ở đây khói mù đặc quá, con chó hút nè. Đúng rảnh luôn á. Ở trên lầu. Má. Thôi mày tự lên trường với kiểm tra sao vậy?
xe tới nữa. Thôi để tụi nó công nhau đi. Ai? Mấy bạn hại chưa? Vẫn còn trên lầu không nè. Muốn chết hả? Anh chầu lắm cưng. Đang nghe tiếng anh nó chạy ra ngoài đây nè. Mẹ mày. Ây, trời. Nó giết tao này. Không còn hẳn trên nhà này nữa. Vãi hả? Cái công này giết con mẹ luôn đi sợ gì nữa. Mẹ đồ chết rồi. Ôi địt. Đấy tao chụp y với mày vậy ta. Tao chụp y như mày đúng không? Nhanh lên, trời, vẫn lẹ quá. Hèn chi mày chết, ngu vãi kích ra. Bây giờ mày thật chết rồi đó. Đâu mà đang hiểu trời. Chứ mà tôi chờ lại nó dưới. Vãi lồn. Nó gần gần thôi, đừng còn cao quá. Pha đó cần ghé chỗ bơm mình hai hàng, nó có một hàng lên công luôn đi chỗ bơm, tiếp hiệu. Chắc có cụ có cậu chắc không? Chết hết luôn. Đúng chắc luôn. Ê mày nói gì tao không hiểu mày. Lâm. Mày nói gì hồi nãy tao không hiểu mày. Ông thầy ông gọi cho cái ông đó hả? Rồi ông đó nói là đông quá, ông dẫn đi coi ra không được hả? Cái gì còn mẹ? Bôi trên kia nữa kìa. Đó giờ ta có chấm đâu, đó giờ toàn tem chấm không. Trời ơi, đủ quá tóc biến gì vậy? Ở đi! Cười vô cái mặt đó, cười vô cái mặt đó. Rồi, nó khu, nguyền khu đó luôn á. Xung quanh mày đâu cũng có luôn á. Tụ má solo 1 chắc 2. Đang coi em tay nhà đây có 10 đang coi em tay không phải một thằng đâu.
đông à? Ờ đông mà, nhưng mà đang không có súng. Vậy mày ơi gì má, vẫn chưa có súng nữa má, chạy vòng vòng đúng ghê luôn. Chết mẹ, nó còng vô nhà tôi rồi, chưa có súng nữa. Nhà đấy, nhà đấy, tầng của Lâm. Làm đồ án gì chưa? Ôi ôi, cốc thẳng chứ chứ. Chứ hoặc là cầm súng lục, vô luôn đi. Mới cầm súng lục mà, giết nó đi. Gần chết đó, có thằng cầm hai cây súng luôn á. Rồi xong tem tôi chết hết. Tôi ra tôi cảm tử luôn. Tụi mày dám giết bạn tao? Mày hoác chứ nào hả? Ủa mày làm đồ án gì chưa? Thẳng rồi gặp, thẳng rồi gặp, mày đang trong nhà. Không, cái đồ án gì á? You kill my friend hả? Chủ nhật hợp. Where are you? À I'm cool. Woo. À rồi xong mày gài đạn. Má có gì được trời, vô hai cái nhà má không đúng con cái mà tao mà. Quá hướng dẫn mày hả? Để hiểu luôn á, vô hai căn nhà. Mà giáp hai mũ hai chứ không giáp không mũ. Chơi liên minh đi đủ. Hả? Tàu. Trời ơi, để hiểu sao chưa hai cái nhà đúng một cây mã tấu. Bà nội nó về. Chạy đi, chạy đi.